Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu bộ dao 5 con thép VG10 Damascus 33 nước thép, dao Seto của đằng dao Seki Japan nhé. Tất cả đều ghi trên, được in trên dao này. Cán gỗ rất là đẹp này, không bao giờ sợ bay màu. Cái bộ dao gồm 5 con. Thực ra là nó có 7 con nhưng mà mình chọn ra 5 con thôi. Góc này còn một con nữa này. Một con nữa mình không mang ra bởi vì nó là gọt hoa quả bé. Còn con gọt hoa quả này thì ngoài cùng bên trái nhá, là gọt hoa quả lưỡi 15 cm. Mặt sau này. Con thứ hai từ trái sang là thái đa năng lưỡi 18 cm. Mình đọc rõ nhá, các bạn mua thì bảo con bên phải bên trái nhà nói luôn nhá. Có bán lẻ. Con thứ ba là con ở giữa là con chuyên thái hay gọi là Gyuto, lưỡi 21 cm. Con thứ tư từ trái sang là dao Sashimi, lưỡi 21 cm. Mặt sau này, cán gỗ này. Đấy, và con cuối cùng là con thứ năm từ trái sang là con dao rau củ quả đầu vuông nhé. Dao đầu vuông này là rau củ quả, như ở Việt Nam thì nó cũng thái được hết, đa năng hết, không chặt, không băm. Có bán lẻ nhé, bạn nào mua thì inbox cho mình ạ. Đấy, mình xin kết thúc video này ạ.